Xin chào tất cả mọi người, lại là Đia đây. Và chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Đia Tarot Tâm Sự cùng người lạ Tà Ra. Ok, lại là một tháng nữa trôi qua rồi mọi người à. Và cuối tháng 5 thì Đia sẽ bắt đầu trải một cái ván trải cho cả cái tháng 6 tiếp theo. Cho nên cái ván trải ngày hôm nay như cái tiêu đề mọi người cũng đã nhìn rất là rõ rồi ha, là trong cái tháng 6 này nó đang đợi chờ bạn, đem đến cho bạn những cái gì. Đó. Và như thường lệ thôi, đi sẽ có 1, 2, 3 và 4 tụ bài. Mọi người hãy chọn cho mình một cái tụ bài yêu thích của bản thân mình. Và nhớ rằng bởi vì đây là một cái ván trải bài chung á, cho nên mọi người nhớ gọi là open mình ra. Và sao ạ? Và bây giờ thì đón nhận nó một cách cởi mở nhất thôi. Bắt đầu. Tụ bài số 1. Bắt đầu. Ok, tụ bài số 1 với viên đá màu tím. Hôm nay đi bị cái gì á mọi người? Bấm quay 2-3 bận luôn mà không có suột nào được hết trơn á. Bây giờ là cái suột được nhất luôn rồi nè. Ok, chúng ta quay lại với cái topic của ngày hôm nay thôi. Topic ngày hôm nay là tháng 6 sẽ đem gì đến cho bạn. Thì tháng 6 này đem gì đến à? Đầu tiên muốn biết là tháng 6 này đem gì đến. Tháng 6 tôi nói tháng 6 mà tôi có nói tháng 6 rồi à. Rồi, tháng 6 này sẽ có gì đấy? Chúng ta hãy xem qua một chút xíu nha. Ok, đầu tiên thì Đia sẽ nói những cái thông tin tích cực trước, sau đó thì Đia sẽ nói những cái điều nó xấu sau ha, những cái điều tốt đẹp trước đã. Đầu tiên bạn, nếu mà những cái người nào mà chọn tụ bài số 1 này, các bạn đang có một cái dự tính trong cuộc sống, hoặc các bạn đang có một cái gọi là cái mục tiêu nào đó trong tháng 6 này bạn muốn đạt được, thì ok, congratulations, chúc mừng bạn, bởi vì bạn có lá key, lá chìa khóa successful outcome to your problems. Cái lá rất là đẹp ha. Successful outcome to your problems. Cái sự thành công, cái những cái điều tốt đẹp á, nó sẽ đến từ trong những cái khó khăn, từ trong những cái chướng ngại trong cuộc sống của bạn. Mà đặc biệt là chắc chắn sẽ có một người đến để giúp đỡ bạn, bởi vì đi nhìn thấy có lá handshake. A meeting with a stranger could be important. Wow. Nói chung là bạn sẽ có một cái cuộc hẹn hoặc một cái sự hợp tác quan trọng với một ai đó trong cái tháng 6 này, và có thể cái người này sẽ là cái người sẽ giúp bạn đạt được những cái sự thành công ở đây. Ok, một cái sự cảnh giác một chút xíu là trong cái tháng này bạn rất là dễ gặp những cái sự rắc rối, hoặc là sẽ có những cái cuộc chạm trán đối với những cái người đường ông. Ở đây cái lá man, dealing or relationship with a man, có nghĩa rằng là bạn sẽ có một cái mối quan hệ hoặc một cái mối tương quan trực tiếp với một người đàn ông, cho nên rằng là trong cái tháng này á, bạn nên cẩn thận. Cẩn thận như thế nào ạ? Cẩn thận theo kiểu là nếu mà hiện tại bạn đang có một cái sự hợp tác với một ai đó mà giới tính của họ là nam, thì các bạn có thể là các bạn nên cẩn thận một chút thôi. Bởi vì trong bài trà thì cái lá bài này á, nó tượng trưng cho một cái lá trung lập, nên Lia không thể nói là người đàn ông này đến vì điều tốt hay điều xấu được hết. Bởi vì những cái lá này nè, nếu mà chiếu người đàn ông này qua cái lá handshake, thì nó có nghĩa rằng là bạn sẽ gặp một người đàn ông để người đó sẽ giúp đỡ bạn. Còn nếu chiếu lá handshake này qua cái lá kế bên, lá này, someone is trying to come between you and a friend or something you want. Có nghĩa một người nào đó sẽ cố gắng chen chân vào giữa cái mối quan hệ của bạn và bạn của bạn, hoặc là sẽ chen chân, sẽ phá bỉnh một cái vấn đề mà bạn đang rất là mong muốn nó thực hiện. À, nên hãy vô cùng cẩn thận cái lá này, bởi vì người đàn ông này cũng có thể là cái người xuất hiện một cái kẻ chen giữa như cái lá này, hoặc nó cũng có thể là cái người đây, cũng có thể là cái người đến giúp đỡ bạn, và có thể cái sự chen giữa này đó chính là cái problem để dẫn đến cái sự thành công của bạn, cho nên hãy cố gắng cởi mở ra trong cái tháng này nha. Ok, rồi đi sẽ đẩy 4 cái lá bài này lên trên đây trước. Tiếp theo thì đi muốn nhìn sơ bộ qua là các cái mối quan hệ của bạn trong cái tháng 6 này sẽ như thế nào. Đia sẽ lấy 5 lá. Các cái lá bài này thì được Đia lấy từ cái bộ bài Bright Tarot. Nếu mà bạn nào chưa có xem Đia review bộ này, là bởi vì Đia vừa mới review cái bộ Bright Tarot. Đây nè, Bright Tarot này cách đây 1-2 buổi gì đó, 1-2 clip. Cho nên rằng là mọi người có thể bấm để xem lại cái clip này nếu mà bạn cảm thấy hứng thú với cái bộ bài này nha. Bởi vì đây là một cái bộ bài nói về cái chủ quyền của cộng đồng LGBT. Và bởi vì trong cái tháng 6 này cũng là cái tháng kỷ niệm cho cái sự gọi là cái sự phát triển của cộng đồng, cũng như cái việc mà họ có thể chứng minh họ giữa một cái xã hội rộng lớn này, chứng minh cái cộng đồng LGBT đó là họ cũng là con người bình thường như mọi người thôi. Đó, theo kiểu giống vậy. Thì
quay lại với vấn đề chính của chúng ta ngày hôm nay, đó chính là cái tụ bài tháng 6 của bạn chọn tụ bài số 1. Thì những cái khó khăn hoặc là những cái thách thức trong cái mối quan hệ của bạn là gì? Cái điểm quan trọng trong mối quan hệ là hãy cẩn thận, bởi vì có thể sẽ có một cái chàng trai nào đó sắp đến trong cuộc đời của bạn, hoặc trong các mối quan hệ sắp tới bạn sẽ phải làm việc trực tiếp với một cái chàng trai nào đó. Về cái chàng trai này là một người nhỏ tuổi hơn bạn nhé, một chàng trai nhỏ tuổi hơn bạn. Và nhất nữa là hãy cẩn thận, bởi vì nhìn thấy là các cái mối quan hệ trong cái tháng này của bạn á, nó khá là xấu khi có cả là 7 of Wands, not 5 of Pentacles. Có nghĩa rằng là bạn vừa có những cái rào cản của bản thân bạn và cũng có những rào cản đến từ xung quanh nữa. Cái file ở bên tái có thể là những cái mối quan hệ của bạn sẽ gặp rắc rối, nhưng mà bạn không tìm ra được cách giải quyết và cũng không ai có thể giải quyết giúp bạn được cả. Ở đây chúng ta có cái lá 7 of Wands cho thấy nữa là bạn sẽ có những cái sự cản trở phát triển trong một mối quan hệ nào đó. Thì maybe cái cản trở phát triển đó nó có liên quan với cái lá Knight of Cups. Đây, cái người đàn ông ở đây đây. Lá Knight of Cups. Ok, rồi. Và vô hình chung thì các cái lá bài này nó nói lên là trong cái tháng 6 này thì các cái mối quan hệ của bạn có thể xem nha, có thể xem là nó đạt ở một cái mức khá là tệ. Cho nên hãy cẩn thận với cái lời nói của bản thân mình. Swords, thanh kiếm, thanh gươm tượng trưng cho lời nói. Một lời nói đã nói ra giống như một mũi tên bắn đi, không bao giờ có thể lấy lại được. Cho nên hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi phát ngôn bất cứ thứ gì trong cái tháng này để bảo toàn cho các mối quan hệ của bản thân mình. Cái tiếp theo, hãy xem công việc của bạn trong tháng này, đường công danh sự nghiệp của bạn trong tháng này sẽ như thế nào. Ok, The Hermit, The Moon và Ace of. Nếu mà, oh my god, nếu mà ở trong các mối quan hệ của bạn thì bạn có lá 5 of Pentacles, thì ở đây bạn có lá 5 of Cups. File of cup cho vấn đề trong công việc. Dear đang cảm nhận được là hiện tại bạn đang đắn đo hoặc bạn đang lo lắng một cái vấn đề gì đó rất là quan trọng trong công việc của bản thân bạn luôn. Rất là quan trọng luôn. Nhưng mà bạn sẽ sớm tìm ra cái con đường thôi. Bạn sẽ sớm tìm ra được cái cách giải quyết thôi. Và maybe cái cách giải quyết này sẽ đến từ một cái người đàn ông, một cái người nào đó có kinh nghiệm nhiều hơn bạn, và người này sẽ đến để giống như là một cái sự hướng dẫn, chỉ dẫn cho bạn vậy á. Nên là đi nhìn thấy được rằng là ok, mọi cái những cái sự khó khăn của bạn rồi cũng sẽ qua thôi. Nó không có gọi là nó không có bị kèm buộc một cách thái quá, hay là nó cũng sẽ không có gây khó khăn cản trở cho bạn quá nhiều. Tuy nhiên hãy luôn nhớ rằng là khi đứng trước một cái mối nguy trong cái vấn đề công việc hoặc một cái mối nguy trong bất cứ thứ gì, thì bạn cần phải tôn trọng sự thật và bạn cần nhìn vào cục diện của cái điều đó. Chứ bạn đây nè, bởi vì đi cảm thấy là bạn cái tụ bài số 1 này có thể là trong cái tháng này bạn sẽ chọn theo cái cách đó, là bạn hơi lý tưởng hóa cái cách xử lý công việc hoặc là một cái điều gì đó trong cuộc sống của bạn lên. Cho nên rằng khi cái sự kiện này nó đến á, những cái sự kiện xấu nó đến á, bạn sẽ trở tay không kịp. Cho nên là hãy nhìn vào cái gọi là những cái gì, những cái điều mà thật, những cái sự thật, những cái điều mà nó gọi là những điều hiển nhiên trong cuộc sống, những cái mặt chân lý của cuộc sống, để sống chứ đừng quá mơ mộng, ok? Vậy thì một cái thông điệp từ vũ trụ gửi đến cho những người chọn tụ bài số 1 là gì nhỉ? Ở đây đi có cái lá của bông hoa sen cạn. Bạn có cái chữ là victory và conquest. Bạn trong cái tháng này dù sao đi nữa, bởi vì tại sao đi lại nói là dù sao đi nữa, bởi vì là nhìn thấy có rất là nhiều những cái khó khăn rắc rối đến với bạn nè. Bản thân bạn trong công việc cũng đang đắn đo một cái vấn đề gì đó rất là nhiều nè, nhưng rồi sẽ giải quyết được. Bởi vì vậy nó ra cái lá này, đừng lo lắng, bởi vì cuối cùng thì bạn cũng sẽ chiến thắng tất cả mà thôi. Ok, đây hãy xem nè, một cái câu nói của Lão Tử cho cái lá này là he who controls others may be powerful, but who he has mattered in himself is mightier still. Có nghĩa rằng là cái người mà anh ta cố gắng để khống chế cái người đó, thì đừng quên rằng là cái người mà bị khống chế đó, họ cũng tiềm tàng một cái sức mạnh rất mãnh liệt có thể phản lại bạn bất cứ lúc nào. Cho nên là có nghĩa là cái gì ạ? Cái sự thành công, cái sự thắng trận nó luôn luôn tồn tại trong cuộc sống này. Theo kiểu là bạn, nếu mà bạn suy nghĩ một cách tích cực thì cái câu chuyện của bạn sẽ tích cực. Cái tụ bài số 1 thật sự là đi nhìn thấy được có khá là nhiều những cái rắc rối đến từ cả công việc và cả những mối quan hệ của các bạn trong tháng 6 này nữa. Nên đi hy vọng là các bạn sẽ có một cái nhìn, hoặc là không phải là có một cái nhìn, là đi hy vọng là các bạn sẽ có một cái tháng 6
nhẹ nhàng nhất. Và hy vọng cái người đàn ông ở trong cái lá bài trà này nó dự báo sẽ là cái người đem đến những cái giải thoát, những cái lối thoát cho bản thân bạn. Ok, tụ bài số 1 kết thúc. Ok, tụ bài số 2 bắt đầu thôi. Tụ bài số 2 với cái viên đá màu xanh dương, xanh dưa trời, xanh dương gì đó đây nè. Rồi ok, cho nhìn kỹ lại chút xíu nha. Rồi focus vô đi chị, máy ơi, cái máy focus vô cho em nè. Đó. Rồi. Ok. Không biết là một cái tháng vừa qua của bạn như thế nào, nhưng mà đối với Đi thì cái tháng 5 vừa qua của Đi nó khá là trôi chảy và khá là tốt đẹp. Ngoại trừ có một số mối quan hệ khiến Đi cảm thấy nó rất là tào lao, khiến Đi cảm thấy nó rất là vô dụng. Nhưng mà rồi thì mọi thứ nó vẫn ổn mọi người à. Đây, vậy thì chúng ta hãy tiến tới với tháng 6 của những bạn chọn tụ bài số 2. 3-4 lá đầu tiên cho thấy được những cái sự kiện quan trọng trong cái tháng 6 này. Đầu tiên Đi cảm nhận được hườm hườm đâu đó trong lòng bạn đang có một cái gọi là một cái dự tính, một cái dự định, một đứa con tinh thần nào đó. Bạn mong muốn sắp cho nó chào đời. Đây, sắp cho nó chào đời, cho nó sắp chào đời. Đây, cái lá crab. Birth or conception of a child or enterprise. Có nghĩa là bạn đang có một cái ước vọng, bạn đang nuôi cho mình một cái hy vọng, một cái dự định gì đó trong lòng, và có thể trong cái tháng 6 này nó sẽ phát triển được. Ok, tiếp tục, bạn có lá hat. You will be playing in a playing a different role. Sắp sửa cuộc đời của bạn sẽ có một cái, sẽ bước qua một trang mới, sẽ có những cái sự thay đổi. Mà Đi chưa biết cái sự thay đổi này có tích cực hay không, nhưng mà Đi nghĩ là ở cái lá hat này á, cuối chân trời kia thênh thang muôn lối thì vẫn có được cái mặt trời ở đây. Cho nên Đi nghĩ là mặt trời chân lý chói qua tim thì không sao hết nè mọi người. Mặt trời chân lý vẫn chói qua tim. Đó, cho nên là những cái khó khăn của bạn thì Đi vẫn cảm thấy là sẽ giải quyết được. À. Rồi, chúng ta tiếp tục tiến tới lá bài số 3, lá school. Sợ. Hidden secret can harm you. Có nghĩa là những cái bí mật của bản thân, những cái bí mật của bản thân có thể khiến cho bạn bị đe dọa hoặc là khiến cho bạn bị lúng túng. Cái bí mật của bản thân là gì? Đi sẽ giải thích một chút xíu về cái từ này ha. Có thể đó là những cái điểm yếu của bản thân bạn, kiểu giống như là bạn cũng biết cái, biết làm cái đó đó. Ví dụ như là sếp giao cho bạn một cái việc A, thực chất là bạn cũng biết làm cái việc A này, nhưng mà bạn không phải là một cái master trong việc sử dụng cái việc A này. Nhưng bạn đã lỡ nói với sếp là sếp ơi em làm cái này giỏi lắm, đưa cho em đi. Đó, nói chung là bạn hơi nổ xíu. Đó, cái sếp tưởng thiệt. À, cái sếp tưởng thiệt, cái sếp đưa cho bạn. Cái cuối cùng, cái sao mà không biết làm. Thiệt ra cũng không, không biết làm, mà nó chỉ gây khó, gây dễ cho bạn mà thôi. Cho nên là những cái đó gọi là những cái bí mật bản thân. Nó sẽ, một ngày nào đó nó sẽ trỗi dậy để gọi là khống chế bản thân của bạn. Ok, ở đây chúng ta tiếp theo có là woman. Dealing a relationship with a woman. Đây, tương tự như là những cái bạn nào chọn cái tụ bài số 1 thì thường những cái tụ bài nói, những cái lá bài nói về con người ở trong bài trà nó mang một cái tính trung lập, nó không đúng, không sai, không tốt, không xấu. Cho nên ở đây Đi cũng sẽ nói một cách rất là nhẹ nhàng thôi. Có thể trong cái khoảng tháng thời gian là tháng 6 này thì bạn sẽ có một cái mối quan hệ hoặc là có làm việc trực tiếp với một cái người phụ nữ nào đó, hoặc là cái người phụ, một có một người phụ nữ nào đó trong cuộc đời bạn trong cái tháng 6 này sẽ xuất hiện, và người này sẽ chi phối cuộc sống của bạn khá là nhiều trong cái tháng này. Ok, tiếp. Vậy thì Đi em muốn nhìn thấy rõ hơn về tình hình của các mối quan hệ trong tháng 6. Chúng ta có lá 2-1, lá The Star, lá King of Wands, lá Queen of Wands. Ok, ở đây nếu mà nhìn kỹ vào bố cục của vấn đề, bạn thấy được là có rất nhiều những lá wand, những lá gậy, nên cho thấy được rằng là bản thân bạn hiện tại, các mối quan hệ của bạn á, bạn đang lúng túng, bạn đang chưa tìm được cái định vị bản thân của các mối quan hệ đó, và cả cái định vị bản thân của bạn trong các mối quan hệ đó nữa. Nói sao ta, các mối quan hệ của bạn thì nó vẫn ổn thôi. Ở đây Đi vẫn còn thiếu một lá, đó là lá Five of Pentacles. Bản thân của bạn thì vẫn sẽ ổn thôi, mọi thứ nó vẫn sẽ tốt đẹp thôi. Nhưng mà các mối quan hệ của bạn á, bạn sẽ có một vài mối quan hệ mới, mà đa số những mối quan hệ đó thì họ, những cái người này nó hơi, họ hơi nóng nảy, hoặc là họ có một cái vị trí quyền lực nào đó nhất định, còn bạn thì không.
người ta có một vị trí nào đó nhất định, nhưng còn bạn thì không. Ở trong cái lá bài này thì Đi không nhìn thấy được là nó có nhắc đến người yêu hay là chuyện tình cảm gì hết. Cho nên là Đi chỉ có thể nói rằng là trong cái tháng này thì bạn, những cái mối quan hệ xung quanh bạn sẽ có những cái sự phát triển nhất định. Bạn sẽ có kết bạn thêm với một vài người, và rất có thể là một người đường ông, một người đường ông nóng nảy, một người đàn ông nóng tính, có thể đó là sếp của bạn luôn, không chừng. Đó, cho nên hãy cẩn thận nha. Rồi, tiếp theo thì Đi cũng muốn nhìn thấy xem là vậy thì cái vấn đề công việc của bạn đó như thế nào. Đi có lá Page of Cups, lá Two of Swords, lá Eight of Cups, lá Knight of Wands và lá Knight of Wands. Cái cục diện nó kỳ quá. Trời ơi, không biết sao nữa nè. Hay, về cái vấn đề công việc của bản thân bạn á, thì Đi phải nói như thế này nha. Hiện tại Đi đang cảm thấy là bạn làm việc theo cảm xúc. Bạn đang muốn thay đổi cái cục diện công việc mình rất là nhiều, nhưng mà bạn bị bất lực. Bạn bất lực trước cái việc mong muốn đó luôn á. Thực sự bạn rất là có cái nhu cầu thay đổi cái cục diện công việc của bản thân bạn. Tuy nhiên, có một cái gì đó nó không cho phép bạn bạn à. Có một cái gì đó ở đây nó ngăn cản bạn lại. Và Đi nhìn thấy được rằng đó là cái gì đó ở đây đó chính là bản thân bạn. Nếu trong công việc này có cái gì rắc rối xảy ra thì đó chính là do bản thân bạn. Bởi vì bạn quá cảm xúc trong công việc. Page of Cup, Ace of Cup. Bạn đang mong muốn có những sự thay đổi. Tuy nhiên Đi nhìn thấy được cái hành động của bạn ngay lúc này đó chính là bình chân như vậy, đứng im tại chỗ. Cái sự đứng im tại chỗ này có thể Đi sẽ hiểu cho bạn được là giống như là bạn không biết phải đưa điều hướng cái công việc của bạn đi đâu. Bạn cũng không biết là tiếp theo phải làm như thế nào, nên đó như là một cái sự đình trệ tạm thời của bạn thôi. Và Đi vẫn nhìn thấy được rằng vô hình chung thì bạn vẫn rất là trung thành bạn vẫn rất là trung thành với cái lựa chọn ban đầu của bạn trong công việc. Hiện tại bạn vẫn còn đang ngập ngừng cho cái sự thay đổi thôi, nhưng mà bản chất của bạn thì bạn vẫn chưa mong muốn cái sự thay đổi quá nhiều. Đi chỉ hy vọng là trong cái khoảng thời gian tháng 8 này, bạn sẽ mau chóng tìm ra được cái hướng giải quyết cho bản thân của bạn. Trong cái tháng 6 này, bạn sẽ tìm ra được cái hướng giải quyết cho bản thân bạn trong cái công việc này. Nhắc tới công việc thì Đi cũng sẽ chia sẻ cho bạn một chút xíu. Giống như lúc trước á, trước khi mà Đi làm YouTube nè, thì Đi có làm một việc ở một cái công ty. Cái công ty nọ thì công ty rất là tốt cho mọi người, môi trường làm việc tốt. Tuy nhiên là ở đó Đi cảm thấy giống như là Đi từng ngày Đi lớn lên. Đi giống một con cá được bỏ trong một cái hồ kiến, xong Đi lớn lên, và cái hồ kiến đó nó không còn phù hợp với Đi nữa. Đi cần có một cái môi trường rộng lớn hơn, cho nên là Đi quyết định là Đi out việc và Đi quay lại làm những cái điều mà mình thích, đó chính là làm YouTube nè, làm về tarot nè đó. Nên bây giờ mới có kênh Đi Tarot Tâm Sự Cùng Người Lạ. Cho nên là Đi cũng đã một thời điểm, Đi cũng đã từng rất là chần chừ giống như bạn ở đây, cũng đã rất là kiên trì cố gắng nhẫn nại theo kiểu là thôi mình cố gắng thêm chút xíu nữa đi đó. Nên Đi rất là hiểu những cái bạn nào mà đang trong cái tình trạng như thế này, nên là Đi đưa ra cho bạn một cái lời khuyên. Hãy xem lời khuyên trong tháng này của bạn là gì. Power and healing. Đầu tiên, bạn cần phải nạp lại cái năng lượng bản thân của bạn trước. Muốn nạp lại năng lượng của bản thân thì bạn phải đi chữa lành những cái gốc khuất trong lòng của bạn. Hiện tại nếu mà bạn đang có một cái rắc rối, hoặc là bạn đang có một cái sự không hài lòng gì đó trong công việc của bản thân bạn, thì Đi khuyên thật nha, bạn nên gặp sếp, hoặc nên gặp cái những người mà có thẩm quyền và ngồi nói chuyện với bạn. Ngồi nói chuyện với họ, bạn hãy nêu ra cái mong muốn của bạn trong công việc của bạn hiện tại là cái gì, thì có thể họ sẽ giải quyết cho bạn, có thể họ sẽ cho bạn một cái hướng đi, một cách giải quyết nào đó. Còn nếu không thì hãy tự ngồi một chỗ, hãy thiền định lại và hãy đặt cho mình một câu hỏi là ngay lúc này bạn cần cái gì. Ngay lúc này bạn cần cái gì? Bởi vì cái lúc mà Đi quyết định là Đi nghỉ việc và Đi qua làm YouTube á, thì Đi phải đứng trước một cái lựa chọn, đó là Đi mất đi cái nguồn thu nhập ổn định hàng tháng, và Đi phải join in vào một cái, có nghĩa là Đi phải tham gia vào một cái vòng xoay mới cuộc đời Đi, là Đi phải chịu cái sự thách thức theo kiểu giống như là bây giờ thì Đi vẫn rất là đủ sống chứ không phải là không có tiền, nhưng mà những cái đồng lương đó là những cái đồng lương mà Đi giống như là Đi làm freelance nè, bởi vì Đi học truyền thông, Đi làm freelance nè, rồi xong đi xem khách bên ngoài thêm. Tiện nhắc tới xem khách thì bạn nào mà muốn đặt lịch của Đi á, thì các bạn ví dụ như là bạn ngày mai muốn xem á, thì ít nhất phải là 2 hôm trước đó bạn đặt lịch giúp Đi nha. Bởi vì là cũng có một vài bạn từ trong cái kênh YouTube nè, các bạn qua các bạn nói với Đi có thấy á, nhưng mà những cái bạn trên fanpage á không có xếp lịch được, do là các bạn đặt cận ngày quá, rồi đến khi mà các bạn nó đặt lịch không được á, rồi các bạn
báo bạn á, rồi sao kiểu như các bạn sẽ bị chưng hửng á. Cho nên Đia cũng sẽ nói trước là nếu mà các bạn có nhu cầu á, thì các bạn cứ qua bên fanpage đặt lịch với Đia, nhưng mà nhớ là đặt sớm hơn cái ngày mà bạn muốn, 2 ngày hoặc 3 ngày để đi có thể đặt lịch nha, để đi có thể sắp xếp công việc. Rồi, quay lại với cái lá này thì có nghĩa rằng là bây giờ bạn cần phải hồi phục lại cái năng lượng của chính bản thân bạn trước khi bạn mong muốn bạn làm rõ những thứ xung quanh cuộc đời của bạn trong cái tháng này. Ok, tụ bài số 2 kết thúc. Tụ bài số 3 bắt đầu. Tụ bài số 3 với viên đá màu nâu đất. Đây là tụ bài của Đia chọn. Ok, vậy hãy xem, mọi người hãy xem rằng là chúng ta có gì cho tháng 6 này. Ok, chúng ta có gì cho tháng 6. Đầu tiên mà có lá một con cú nè, con cừu, trời con cú mà còn con cừu nữa. Rồi luôn, con unicorn và cuối cùng là con rabbit. My goodness. Oh my goodness. Nhiều mối quan hệ toxic ở đây quá nè mọi người ơi. Cái gì mà như cái giường thú vậy nè trời. Con cú rồi con cừu rồi con unicorn là con gì con quên. Con unicorn thường gọi là con kỳ lân. Kỳ lân một sừng. Và rabbit. Đi sẽ nói nha. Đầu tiên trong cái tháng này thì bạn sẽ gặp được một cái người nào đó mà bạn sẽ học hỏi được từ họ rất là nhiều. Oh, con cú. Good advice from a wise person. Một cái người có rất là nhiều kinh nghiệm. Và người này bạn xem họ giống như là một người chia sẻ kinh nghiệm với bạn vậy á. Ai ta? Đi đang trông chờ người này quá nè. Bởi vì là Đi đang rất mong muốn là có sự xuất hiện của những cái con người này trong cuộc đời của Đi, để push up cuộc đời của Đi lên một tầm cao mới á. Tiếp tục, bạn có lá con cừu đực. Ram, a stubborn hay là aggressive person. Có nghĩa rằng là bạn sẽ gặp một ai đó rất cứng đầu và lì lợm. Lì lợm theo kiểu là một cái kiểu non trẻ, lì lợm, hiếu chiến. Và bạn sẽ bực bội vì người này đấy, nên hãy cẩn thận. Tiếp, unicorn. Use your intuition to make beneficial chance. Hãy sử dụng cái gọi là hãy tin vào cái trực giác của bản thân bạn để tìm ra được cái lợi ích cá nhân của bạn, để thay đổi những cái cục diện trong cuộc sống. Nếu mà dịch thì dịch nó một cách thoát nghĩa, nó là như thế. Thì ở đây Đi nhìn thấy được cái việc rằng là ok, anyway thì cái lá bài này nó tốt, bởi vì sẽ có những cái sự thay đổi đó. Và ở đây cái lá bài nó khuyên bạn, bạn nên lắng nghe chính bản thân bạn nhiều hơn. Và đây cuối cùng chúng ta đã tiến tới cái lá bài mà Đi cảm thấy hốt hoảng nhất trong cái ván trải của tháng này luôn á. Đó chính là lá rabbit. Too much concerned with sexual matter. Nếu các bạn nào mà rành tiếng Anh á, đọc đến đây là các bạn đã cười lăn cười bò rồi đó. Dịch sơ bộ, dịch một cách sát nghĩa đó là một cái sự quan tâm quá mức về vấn đề sex. Trời ơi, tôi chưa có bồ đó trời, mà tại sao tháng này lại có cái lá này, tôi không hiểu luôn. Rồi, cái lá này á, nó thể hiện cái việc là có thể trong cái khoảng thời gian của tháng này sẽ có những cái mối quan hệ cởi mở phát sinh thêm trong cái tháng này, nó xuất hiện với bạn. Thật sự là khi mà nhắc đến sexual thì các bạn có thể hiểu đó là giới tính hoặc là vấn đề về sex, về tình dục. Các bạn có thể hiểu một cách cởi mở theo tất cả các kiểu. Thế nghĩa là bạn sẽ có một mối quan hệ friend with benefit, hoặc là bạn sẽ có một cuộc tri hoang. Trời, tôi đọc, tôi dịch mà tôi mắc cười á. Rabbit, nhớ nha, nếu mà bạn nào có con rabbit trong tháng này thì nhớ quay lại comment vô trong cái trong cái ván trải tháng này của Đia nha. Ok, quay lại chút xíu nữa nè. Thì để xem, có vẻ rằng là các cái mối quan hệ của bạn trong cái tháng 6 này khá là rắc rối đó. Cho nên chúng ta hãy xem tổng quan lại là những cái mối quan hệ tháng 6 của bạn sẽ như thế nào nè. Chúng ta có là Ace of Cups. Những cái vấn đề trong quá khứ ở các mối quan hệ của bạn thì có vẻ như bạn đã sẵn sàng bỏ nó qua rồi. Và hãy đón nhận đi, bởi vì sẽ sắp sửa đây có một cái sự thay đổi lớn trong cuộc sống của bạn về các mối quan hệ. À, tại sao tôi phải đập chậm như thế? Tại đơn giản thôi, đã lâu lắm rồi không về thầm lại chốn xưa. Nói chung là đã lâu lắm rồi. Và trời, đã lâu lắm vậy tôi chưa biết tình yêu là gì luôn các ông ạ, à, các bà, các má, các anh, các chị ạ. À, một lần mà nói chuyện với mọi người là mình phải sử dụng hết tất cả các đại từ nhân xưng vậy đó. Đó cho nên là một khi mà có lá đét thì có thể là ở trong cái tháng này bạn sẽ có cục diện thay đổi hơn, mình sẽ mở lòng ra, mình sẽ có một ai đó đến và make it love, bởi vì ở đây có rabbit. Ok, tiếp tục chúng ta có lá đét. Và sau lá đét ở đây cái cục diện chúng ta thấy là lá Ace of Cups. Tuy nhiên có cái mối quan hệ này cũng là cảm xúc đó, tuy nhiên mà nó hơi toxic các bạn ạ. À,
mối quan hệ cảm xúc nhưng nó hơi toxic một xíu, cho nên là bạn cũng không có nên kỳ vọng quá nhiều vào nó. Bên cạnh đó thì đi còn nhìn thấy được lá Tree of Pentacles, cho thấy được Gayson Brown Mom. Ok, tiếp cái lá này nó còn có nghĩa rằng là có thể trong cái tháng này bạn sẽ có một cái mối quan hệ nào đó mà họ tiến đến trong công việc của bạn, bạn sẽ bắt đầu hợp tác với họ. Ok, sẽ có người hợp tác trong công việc nè. Tiếp là lá Chicken. Một vài mối quan hệ xung quanh bạn cứ cho họ là má của bạn và ngồi phán xét bạn và ngồi chỉ trích bạn. Đây, nhưng mà đôi khi đi nghĩ rằng những cái lời chỉ trích này nó cũng nên. Nên như thế nào? Nên là bởi vì khi bạn lắng nghe những cái lời chỉ trích này thì bạn sẽ biết là người ta nghĩ gì về bạn và những cái điều mà họ nghĩ có đúng hay không. Nếu mà đúng thì mình sẽ có những cái sự thay đổi tốt hơn. Còn nếu thì không thì kệ mẹ nó. Ok. Nếu không thì ok, fucking bitch, go away, I don't care about you. Đó. Nói chung vậy đó. Nếu mà không thì kệ nó đi. Mắc mớ gì, nó đâu có trả tiền cho bạn, nó đâu nuôi bạn đâu. Rồi tiếp, hãy xem vấn đề về công việc của bạn nè. Lá Tree of Swords, lá Tree of Wands, oh my god, lá Five of lá The Hierophant, lá The Empress và lá, ủa lá The Empress hay Emperor, lá The Emperor và lá The Well of Fortune. Xin chúc mừng những bạn chọn tủ bài số 3. Vì thời kỳ của những con đổ nghèo khỉ của các bạn đã qua rồi. Vì thời kỳ đau đớn của các bạn trong cái chuyện công việc của bạn đã qua rồi. Sắp sửa đến đây, chính những nỗi đau đó sẽ biến bằng, sẽ đến nâng bạn lên, sẽ đem đến cho bạn những cái sự thử thách mới. Nhưng mà những cái sự thử thách này sẽ dẫn bạn đến một cái chân trời mới tươi sáng hơn. Đó. Đó. Vào một ngày mai tươi sáng, tôi sẽ viết lên câu chuyện của cuộc đời riêng tôi. Đó thì đây, chính xác luôn. Đó, tôi sẽ viết lên câu chuyện của cuộc đời riêng tôi. Lá Tree of Wands, bạn sắp có một cái sự khởi hành đi đâu đó trong cái công việc của bạn. Cái sự khởi hành này mình có thể dịch một cách thoáng qua, một tầng nghĩa nhẹ nhàng, như là bạn sắp sửa có một cái dự định mới, hoặc là cái dự định của bạn, những cái điều mà bạn xây dựng trong khoảng thời gian vừa qua thì đến bây giờ thì nó đang thúc đẩy từng ngày bạn phát triển. Và lá Hierophant, bạn càng ngày trau dồi thêm, và có thể bạn gặp một ai đó để định hướng cá nhân cho bạn. My God, một ai đó đây. Các bạn nhớ chưa, lá good advice from a wise person. Bạn sẽ có một ai đó đến để chỉ dạy bạn đấy. The Emperor, bạn làm chủ bản thân bạn tốt hơn và bạn đặt ra những cái điều khoản khắc khe hơn trong cuộc sống của bạn. Và đừng lo, bởi vì những cái khoảng thời gian khó khăn của bạn đã qua rồi. Nè, thấy không, bên đây là đổ nghèo khỉ nè, còn bên đây là cô ba, không phải cô ba hẹn nhau, này là gì, cô Minh Hiếu nè, thấy không, đó, đi đường quyền nè, thấy chưa, trời, y chang cô Minh Hiếu luôn, phúc hậu quá trời. Đó, The Web và Fortune, chúc mừng những ai chọn tụi bài số 3 giống đi nè. My godness, oh my godness, oh my godness. Ở đây các bạn có thấy gì không? Đó chính là bông hoa hồng đó. Hoa hồng, bông hoa hồng đại diện cho sự duyên dáng nè, và sự ngọt ngào. Và nó cũng đại diện cho cái gì nữa à? Sự, những cái gì đó, up air thôi, air up bí ẩn. Hãy giữ một phần bí ẩn trong cuộc sống của bạn. Trong cái tháng 6 này có thể là bạn sẽ gặp được nhiều cái mối quan hệ mới, nhưng mà khoan vội thể hiện bản thân bạn quá nhiều. Hãy để cho họ biết cái này biết cái kia về bạn một chút thôi, chứ đừng để cho họ biết hết tất cả. Ok, đó, bạn sắp có tình yêu rồi. Ây da, bạn sắp có tình yêu rồi. Tôi vừa mới đụng vô cái chân máy luôn mọi người. Bạn sắp có tình yêu rồi, vui lên đi. Ok, tụi bài số 3 kết thúc. Ok, tụi bài số 4 cũng là tụi bài cuối cùng, bắt đầu thôi. Tụi bài số 4 với viên đá màu trắng ở đây, thì chúng ta hãy xem là trong cái tháng 6 này những cái bạn chọn tụi bài số 4 các bạn sẽ như thế nào nha. Rồi, ta ra, đầu tiên mà có lá teapot nè, lá seahorse, lá chance, lá chain, lá pocket. Ok, ok, đi chỉ nói như thế này thôi ha. Hiện tại bạn dường như đang tìm kiếm cho mình một người đồng điệu, một người thấu hiểu lắng nghe bạn, thì có thể trong cái tháng 6 này sẽ có một cái người bạn mới tới trong cuộc đời của bạn. Và người này có thể là người có chung giới tính với bạn. Có thể là nếu mà bạn là nam thì bạn sẽ tìm được một người bạn nam để ngồi trò chuyện, tán gẫu cà phê đây đó. Còn nếu mà bạn là một người bạn nữ thì bạn cũng sẽ có một bạn nữ để ngồi trò chuyện, tán gẫu
nói về chuyện tình cảm trên trời đất, bạn giá vàng, giá xăng, giá dầu, đi coi cái này nọ kia kia. Đó, đây, T-Pod. Còn nếu mà bạn là cộng đồng LGBT, nếu bạn là pede, nếu bạn là gay, thì ok, anyway, thì trong tháng này bạn cũng sẽ có một con đĩ bạn nào đó xuất hiện trong cuộc đời của bạn. Xong hai đứa sẽ súng xà, súng xính đi mua skincare, đi mua gì makeup, đi mua đồ, mua áo, mua quần, bàn về những vấn đề tình yêu trên trời dưới đất. Đó, nói chung là cái lá mày này có nghĩa rằng là bạn sẽ có một mối quan hệ thấm thiết trong tháng này, và những cái mối quan hệ đó là mối quan hệ bạn bè rất là tốt. Seahorse, bởi vì hiện tại đi nhìn thấy rằng là trong cái tháng 6 này bạn sẽ gặp một chút xíu một vài vấn đề phát sinh ra đến từ vấn đề gia đình. Có thể nhà của bạn đang có một cái khó khăn nào đó và triệu hồi bạn ngay liền lập tức về, theo kiểu giống như gọi hồn bạn về á để giải quyết nó. Và có thể cái sự kiện này sẽ được, nó bắt nguồn từ những sự kiện trong quá khứ lâu rồi và nó sâu chuỗi lại lẫn nhau như một cái mắt xích, và chỉ là đến bây giờ nó là một giọt nước tràn ly cho nên là cái sự kiện này nó mới xuất hiện mà thôi. Nhưng mà đi nói như vậy thì mọi người nghe là ôi sao mà ghê dữ vậy, sao mà trời ơi, sao mà khủng khiếp quá vậy. Nhưng mà mọi người đừng có nghĩ nó xấu nha, cái lá này nó không hề xấu. Bạn mọi người hãy hiểu một kiểu là cởi mở ra, cứ nghĩ đơn giản thôi là mình sẽ có một cái mối quan hệ đến trong cái tháng này, và rồi một vài cái vấn đề về gia đình thì mình vẫn sẽ xử lý được, thế thôi. Suy nghĩ tới đó là quá tuyệt vời. Nhưng cái điều quan trọng là đi thấy được là cái vấn đề về tiền bạc của bạn trong cái tháng này thì rất là ổn, rất là tốt. Bạn sẽ có một cái khoản tiền nào đó, tuy nhiên cái khoản tiền này bạn không có để dành được. Nếu mà bạn đang suy tính là bạn sẽ bỏ ngân hàng hay để dành cái gì đó thì mơ đi, mơ đi, bạn sẽ ăn xài nó hết cho mà xem. Rồi ok, mình hãy xem là cái mối quan hệ của bạn trong cái tháng 6 này sẽ như thế nào nha. Các mối quan hệ trong tháng 6 rõ ràng hơn, tôi muốn nhìn thấy rõ ràng hơn. My goodness, sao ở trong đây có ai đang muốn đám cưới, đám hỏi, đám gì không, ra mắt ra nhà dâu gì đó được không, có không? Đây là Four of Wands. Cái lá này cho thấy được việc là sắp tới sẽ có những cái sự kiện rất là quan trọng từ những người trong gia đình của bạn, có thể là đám cưới hoặc là lời ngỏ hỏi cưới gì đó, hoặc là một cái sự một cái lời thề trăm năm nguyện ước, hoặc chỉ đơn giản đó là một cái party gia đình. Ok, tiếp tục thì đi nhìn thấy được là những cái mối quan hệ trong cái tháng này của bạn, mặc dù cũng có một vài người sẽ rời khỏi bạn á, sẽ bỏ đi, nhưng mà rồi sẽ có những mối quan hệ tốt hơn đến với bạn. Bạn đừng lo lắng. Nếu mà nhìn thấy lá Five of Swords và lá đi với lá The Tower ở đây đó thì đi phải nói rằng là rồi sẽ có những cái con nào đó nó rời bỏ bạn, bạn sắp sửa có được một cái tát vô mặt, một cái con dao sau lưng rồi đó bạn. Cho nên hãy cẩn thận với các mối quan hệ xung quanh, bởi rằng họ không tốt như bạn nghĩ đâu. Đó, này mình nói nhỏ thôi, mấy con người đó nghe. Ok, những cái gì mà xấu xa quá thì mình cứ nghĩ tích cực lên một chút xíu. Ở đây thì đi tiếp tục đưa cho các bạn một cái thông tin nữa, đó là tuy nhiên thì đi vẫn nhìn thấy được là vẫn kề cạnh bên bạn có rất là nhiều mối quan hệ tốt đẹp, cho nên là bạn đừng có lo, chỉ có cái là càng dần về cuối tháng thì các mối quan hệ của bạn nó càng rụng rời đi thôi. Ok, rồi về công việc của bản thân nè, bạn có lá Knight of Swords. Lá Knight of Swords, lá này lá nào, lá này đọc là lá Knight, còn lá này đọc là lá Nine. Ok chưa, lá này đọc là Knight of Wands, lá The Temperance và lá Page of Pentacles, Page Well. Ok, những cái lá bài này á, nó nói về công việc của bạn là mặc dù hiện tại á, những cái suy nghĩ, những cái dự tính của bạn á, bạn đang nhìn thấy nó mờ mịt lắm, bạn đang nhìn thấy là bạn khó có thể thực hiện nó lắm, nhưng mà đừng lo, trong cái tháng 6 này sẽ có những cái bước tiến nhất định trong cái suy nghĩ của bản thân bạn, trong cái dự định của bản thân bạn, và đừng lo, sẽ có những cái con người đến giúp đỡ bạn. Hãy cố gắng lên, bởi vì ở trong cái ván trải này là một ván trải nó tốt dần về sau, chỉ là hiện tại á bạn đang bị đi vào một cái lối mòn mà thôi. Hãy mở cái đầu bạn ra chút xíu, bữa cái đầu mình ra chút xíu và suy nghĩ một cách tích cực hơn. Mọi người ok không? Rồi, bây giờ thì chúng ta hãy xem là một cái lời khuyên cho bản thân những bạn trong tụ bài số 4 này là gì. Chúng ta có lá Rebirth, lá hoa thủy tiên thì phải, hoa này là hoa thủy tiên thì phải. Ok đúng rồi đó, nó là hoa thủy tiên. Rồi, hoa thủy tiên này nó có nghĩa là Rebirth, là new beginning nè, sẽ có một cái sự bắt đầu trở lại, một cái sự rise up like a phoenix, trỗi dậy như là phượng hoàng của bạn. Nên bạn đừng có lo, bởi vì á đi nhìn thấy là trong cái tháng này nè,
một mặt ở các mối quan hệ của bạn, bạn cứ nghĩ là họ rất là hữu dụng trong lúc này thì họ lại trở nên vô dụng vờ lờ. Và rồi những cái người mà những cái vấn đề trong công việc của bạn, bạn đang bị suy nghĩ theo lối mòn và bạn bị thiếu cái tính đó, tính sáng tạo trong công việc, bạn nè, bạn ôm đầu ngồi một góc, bạn không nghĩ được gì nhiều trong lúc này nữa hết. Đây chính là tình trạng của bạn. Nhưng mà đi nghĩ rằng là sẽ sớm thôi bạn sẽ vượt qua được khỏi cái tình trạng cá nhân này. Và đi chúc cho những các bạn chọn thuộc bài số 4 á, những cái vấn đề tiêu cực các bạn phải nghĩ rằng là bạn sẽ vượt qua được hết. Đây chính là thông điệp của bạn. Rebirth, new beginning. Nếu có sụp đổ thì hãy xây nó lại. Đây, the tower. Nếu có sụp thì hãy xây nó lại nha. Ok, tụ bài số 4 kết thúc. Ok mọi người ơi, thì cái tụ bài trải bài của ngày hôm nay của Dia đến đây cũng đã là kết thúc rồi. Cảm ơn rất nhiều mọi người vì những cái sự ủng hộ của mọi người trong khoảng thời gian vừa qua. Và cũng xin lỗi mọi người bởi vì cái tuần này á, Dia ra clip chậm quá. Nhưng mà vẫn giữ lời hứa với mọi người thôi là tuần nào thì Dia cũng sẽ cố gắng có từ 1 đến 2 clip. Nhưng mà tuần này tôi làm tới 3 clip lận á nha. Cho nên là nếu mà coi clip này xong rồi thì các bạn có thể xem thêm 2 clip vừa rồi của Dia để cho đỡ nhớ Dia. Trong khoảng thời gian tiếp theo Dia sẽ tiếp tục ra những cái nội dung mới hơn và rồi sẽ có những cái nội dung độc đáo hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều và nhớ theo dõi Dia trên các trang mạng xã hội khác nữa như fanpage trên Facebook và Instagram. Nếu các bạn có cái nhu cầu muốn tâm sự riêng với mình thì cứ mở gọi là cứ nhắn tin, đừng ngại. Ok, mình không có cắn đâu, đừng có lo. Rồi, bây giờ thì cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người vào Dia Tarot tâm sự cùng người lạ tập tiếp theo. Bye bye.